Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Cover những bản thánh ca Việt Nam. Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn một nhạc phẩm của nhạc sĩ Francisco, bài Cầu cho cha mẹ 1. Bài này viết ở nhịp 24 và có nốt si giá và kết thúc là nốt pha, cho nên bài này chơi thang âm pha trưởng. Thang âm pha trưởng gồm 3 cái hợp âm chính, đó là hợp âm pha trưởng, si giáng trưởng và đô 7. Các bạn có thể đánh hợp âm đô trưởng. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần tay trái. Ở nhịp 24 của bài này thì các bạn nên đánh với nốt móc đơn. Ví dụ như gam pha trưởng có nốt phà, nốt la, nốt đố, thì các bạn sẽ đánh là phà, đô, la, đô, phà, đô, la, đô, phà. Về gam si giáng trưởng thì có nốt si giáng, rê và pha. Si pha rê pha, si pha rê pha si. Gam đô trưởng có nốt đồ, nốt mi, nốt son. Các bạn sẽ đánh là đồ, son, mi, son, đồ, son, mi, son, đồ. Đó là phần tay trái. Tay phải các bạn sẽ tập giai điệu của bài lên. Ví dụ như đô la si giáng nè, si. Đó. Và sau đó khi các bạn tập hết cái bài với cái tay phải rồi thì các bạn sẽ ghép hai tay lại thật chậm nè. Để cover một bản nhạc thì các bạn sẽ có cái phần câu intro là câu mở đầu, tôi sẽ dạo một đoạn và tôi sẽ cover hết cái bài này để cho các bạn tham khảo nhé. Tập luyện thành công. Bạn nào yêu thích cover những bản thánh ca thì các bạn hãy viết địa chỉ mail xuống bên dưới. Các bạn cần xít nhạc thì chúng tôi sẽ gửi xít nhạc cho các bạn nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn các bạn ở clip sau.